Thưa quý vị, vụ việc nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh, khi ấy 39 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng bị kết án tử trong lúc chờ thi hành án, bỗng dưng lại được phát hiện có thai. Câu chuyện lập tức gây rúng động dư luận cả nước và làm đau đầu hệ thống tư pháp bởi lịch sử chưa từng ghi nhận tiền lệ. Chuyện gì đã xảy ra? Phía sau vụ án từng một thời gây rúng động dư luận, có câu chuyện gì ở phía sau hay không? Mới 5 năm trước, nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh, lúc đó 39 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng bị kết án tử trong lúc chờ thi hành án, bỗng dưng được phát hiện có thai. Câu chuyện lập tức gây rúng động dư luận cả nước và làm đau đầu hệ thống tư pháp bởi lịch sử chưa từng ghi nhận tiền lệ này. Hơn một năm tích cực điều tra với sự vào cuộc của các cơ quan cấp bộ, vụ án được đưa ra xét xử. Cùng thời điểm đó, từ ngục tối, Oanh đã hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh, bù bẫm. Vì có con, nữ tử tù đã nghiễm nhiên được giảm xuống án chung thân. Còn hai cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình là đại úy Nguyễn Thuyên và chiến sĩ Bùi Văn Quyết đã bị xử tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra làm rõ, tại thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Trường Thiên, sinh năm 1966, trú tại Đồng Nai, là đối tượng sắp mãn hạn tù và đang được ra ngoài làm vệ sinh tự giác. Dưới sự giúp đỡ của hai cán bộ kể trên, đã 5 lần vào phòng biệt giam quan hệ với Oanh. Oanh cũng khai nhận rằng, việc có thai là hoàn toàn nằm trong tính toán, cốt là để thoát án tử. Để thực hiện kế hoạch, nữ quái đã nhờ em gái đến tận nhà riêng của Thuyên và Quyết điếu xén rất nhiều vật phẩm có giá trị, hòng thuyết phục mua chuộc. Chúng đã rủ rỉ với hai cán bộ rằng, tình yêu giữa Oanh và Thiên là thật, nên chúng tha thiết yêu nhau dù chỉ một lần trước khi một trong hai phải ra pháp trường. Sau 5 lần yêu nhau trước sự ngó lơ của hai cán bộ, chuyện gì đến cũng đã đến. Oanh có thai, thì ta lập tức đòi thuê luật sư gỡ tội cho mình và cuối cùng cũng đã được tọa nguyện. Chỉ còn Thuyên và Quyết là tột cùng ê chề và cay đắng. Họ quay lại đúng nơi đã ra đi, nhưng không phải để làm việc, để hiên ngang đi lại, mà để chấp nhận kiếp phạm nhân. Hiện tại thì cả Thuyên và Quyết đều đã ra tù, trở lại cuộc sống của một công dân lương thiện sau những tháng ngày chấp hành tốt án phạt. Tuy nhiên những gì phải trả giá là chẳng thể bù đắp được. Ở thời điểm xảy ra sự cố, bố của nguyên cán bộ Nguyễn Thuyên vì quá đau buồn mà lên cơn sốc rồi động kinh. Mẹ anh lúc đang đi đường cũng vì quá ưu phiền mà ngã gãy chân. Còn cô vợ giáo viên nhạc họa phải lếch thếch mang con về Hà Nội dạy thuê kiếm tiền nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già. Còn Bùi Văn Quyết lúc đó mới 22 tuổi, vừa vào nghề được hơn 2 năm thì ngã ngửa. Anh là con trai cả trong một gia đình thuần nông. Dưới Quyết còn có 3 đứa em thơ dại. Quyết là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của dòng họ. Khi anh bị bắt giữ, những tưởng là đã mất hết tất cả, nhưng người yêu Quyết là một cô giáo Mường, ngoan hiền và nết na, vẫn một mực thủy chung chờ đợi. Quyết được cho tại ngoại trong quá trình sắp đưa vụ án ra xét xử. Người yêu anh tình nguyện bước lên xe hoa bằng một đám cưới giản dị và tình yêu mãnh liệt. Tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ diễn ra chính tại căn buồng hạnh phúc của trại giam. Đối với tử tù Nguyễn Thị Oanh, thời gian nằm chờ thi hành án tử tù ở trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình là quãng thời gian khủng khiếp nhất. Còn chút thời gian ít ỏi, Oanh không hề dám ngủ, chỉ sợ một đêm nào đó bị đánh thức đem đi hành quyết. Trong khi các phạm nhân ngon giấc ngủ sau một ngày lao động cải tạo, thì trong phòng biệt giam, dưới ánh đèn leo lét, Oanh vẫn cặm cụi thêu thùa. Oanh cắt nhỏ từng mảnh áo của mình để khâu làm vỏ gối. Oanh không đếm được mình đã khâu và thêu được bao nhiêu chiếc gối tặng bạn tù. Chỉ biết không có vỏ gối nào có hình thêu giống trước nào. Mỗi hình thêu trên vỏ gối đều mang một nhánh hoa, ngọn cỏ khác nhau, gửi gắm niềm khát khao được sống. Sau khi hoàn tất một vỏ gối, Oanh lại thông qua ô cửa nhỏ xíu là lỗ thông hơi, gửi tặng cho bất cứ một tù nhân nào vô tình đi ngang qua. Một trong những chiếc vỏ gối này đã đến tay phạm nhân Nguyễn Trường Thiên. Mối tình trong chốn tử lao của cặp uyên ương này có lẽ bắt đầu từ chiếc vỏ gối vô tình gửi tặng ấy. Nguyễn Trường Thiên đã từng đề nghị Oanh bỏ con trong bụng. Khi biết tin Oanh mang thai 5 tuần, Thiên đã nói: "Mình hãy nghĩ đến những người đã giúp đỡ mình, đừng vì mạng sống mà đẩy họ vào bước đường cùng em ạ." Lời nói của Thiên đã khiến Oanh suy nghĩ rất nhiều. Việc Oanh mang thai 5 tuần lúc này mới chỉ có Thiên và những người cùng trong phòng biệt giam biết. Bởi vậy, mỗi khi quản giáo Bùi Văn Quyết vào mở cửa biệt giam, mặt nghệt ra khi nghe mọi người trêu: "Thầy sắp dọn vào trong này ở cùng chúng tôi rồi." Ngực Oanh lại nhói đau. "Tôi thề độc, đã có lúc tôi định bỏ con trong bụng vì tôi không muốn sống một cuộc sống ô nhục, sống để không dám ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt những người đã từng giúp đỡ mình,
sống để đẩy họ vào con đường tù tội. Nói vậy nhưng bản năng ham sống đã thắng. Oanh đã lợi dụng vào chính sách nhân đạo của nhà nước để được miễn tội tử hình. Quả đúng như lời Thiên nói, khi được trích xuất ra tòa với tư cách là người liên quan trong vụ xử hai cán bộ quản giáo Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tạo điều kiện cho tử tù có thai trong phòng biệt giam, tại tòa án tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Thị Oanh đã không dám tiến đến gần họ để cất lời xin lỗi, dù chân đã dậm bước nhiều lần. Tại phiên tòa, Oanh bồng con trên tay, mặt cúi gằm xuống đất khóc rừng rức nghe tòa luận tội hai bị cáo. Khi biết tin có người sẽ đến gặp gia đình Nguyễn Thuyên, Oanh đã nắm chặt cánh tay người đó, lòng bàn tay thị rịn đầy mồ hôi. Thị bảo, xin hãy chuyển ngàn lời xin lỗi của Oanh đến với gia đình thầy Thuyên. Sau này Oanh sẽ bù đắp nỗi đau cho gia đình. Nhưng Oanh sẽ bù đắp thế nào khi chính bản thân còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao? Đứa con của Oanh được sinh ra mang tên là Thiên Ngọc. Mặc dù theo mẹ ở trong trại giam, nhưng cuộc sống của cháu Ngọc tương đối đầy đủ. Đã có lần Thiên chính thức đề nghị với Oanh sẽ đón cậu con trai Nguyễn Oanh Thiên Ngọc về Đồng Nai ở cùng khi cháu tròn 2 tuổi. Ban lãnh đạo trại giam Xuân Nguyên đã tạo điều kiện cho Oanh có thời gian ở lại chăm sóc con và được tự tay chế biến thức ăn cho con. Ngoài ra, phòng ở của hai mẹ con Oanh cũng được ban lãnh đạo trại bố trí cho ở trong khu nhà khang trang, lát gạch đá hoa bóng lộn, cây cối rửa bóng mát, có sân gạch cho trẻ nô đùa và có khoảng sân rộng rãi để phơi phóng áo quần. Chính vì vậy, khi mới 9 tháng tuổi, Ngọc đã trông rất bụ bẫm. Oanh cho biết, gia đình riêng của Thiên đã ly tán. Vì vậy, gần 50 tuổi, Thiên vẫn cô đơn lẻ bóng và rất yêu cậu con trai vô tình tạo ra này. Khi Oanh được chuyển từ trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình về trại giam Xuân Nguyên, Thiên đã lặn lội từ Đồng Nai ra thăm Oanh. Vì không có giấy đăng ký kết hôn nên Thiên chỉ được phép vào thăm Oanh nửa giờ đồng hồ, rồi lại tất tả đón tàu về Đồng Nai. Khi tàu đến Đà Nẵng, được người nhà Oanh gọi điện và báo tin Oanh sinh con, Thiên lại vội vã quay ngược trở lại Hải Phòng. Từ ngày ấy, cứ 2 tháng một lần, Thiên lại khăn gói lên đường ra Bắc thăm mẹ con Oanh. Suốt nửa tiếng đồng hồ thăm gặp, Thiên chỉ say sưa ngắm nhìn con, mong đến ngày được đoàn tụ. Nói về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con phạm nhân Nguyễn Thị Oanh, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an cho biết, sau khi được giảm án xuống chung thân, mẹ con Oanh đã được chuyển về trại giam Xuân Nguyên, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Oanh cải tạo tốt, luôn tỏ ra ăn năn hối lỗi vì những toan tính của mình đã trực tiếp ảnh hưởng tới người khác. Còn cháu trai cũng rất ngoan, được học tập đầy đủ ở ngôi trường nằm trong khuôn viên trại. Oanh cũng tỏ ra là một người mẹ tốt, luôn quấn quýt bên con. Nếu gia đình phạm nhân này có nguyện vọng đưa cháu về quê thì chúng tôi sẽ xem xét, Trung tướng Bằng cho biết. Ngoài đứa trẻ hoài thai trong phòng biệt giam, trước đó nữ tù này còn có 3 đứa con khác với chồng và đều là con trai. Chồng Oanh cũng là một đối tượng liên quan đến án chất cấm và đã thụ án xong. Những đứa con của chị ta vẫn theo người nhà từ Thái Nguyên đến trại thăm nuôi mẹ theo định kỳ. Điều Oanh vẫn ân hận là bởi thương hai cán bộ quản giáo đã vì mình mà vướng vào vòng lao lý chịu án tù. Đến nay, Oanh luôn chấp hành tốt mọi nội quy, quy định trong trại, mong muốn được khắc phục lỗi lầm. So với thời gian ở trong tù, Thiên gầy hơn, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông từng trải. Oanh bảo rằng, mọi người chê trách Oanh chỉ vì mạng sống mà không từ thủ đoạn đê hèn, nhưng thực tâm Oanh có tình cảm với Thiên thật, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở anh ấy toát lên một sự đứng đắn, đàng hoàng, chững chạc, những thứ mà chồng của Oanh không có. Về việc này, Oanh không hề giấu các con. Trong những lá thư gửi về cho 3 con trai với người chồng cũ, Oanh luôn căn dặn các con phải luôn kính trọng, lễ phép với bác Thiên, phải biết trân trọng những tình cảm mà hai người dành cho nhau trong thời gian ngắn ngủi ở trong trại. Mặc dù đang mang án chung thân, nhưng Oanh vẫn hy vọng với chính sách nhân đạo của nhà nước, cùng với việc tích cực cải tạo để được có ngày đoàn tụ chung với gia đình. Tuy nhiên, Oanh sẽ không trở về ngôi nhà cũ trên Thái Nguyên vì khó có thể về sống tiếp với chồng cũ bởi Oanh đã phản bội chồng. Oanh đã dồn hết tình cảm cho Thiên, nhưng vẫn khuyên Thiên nên hàn gắn với người bố cũ vì ngày về của Oanh còn xa lắm. Tuy nhiên, Oanh bảo, nếu Thiên chờ, còn sống một ngày sau khi mãn hạn, Oanh cũng sẽ về đoàn tụ với Thiên. Thưa quý vị, tình yêu luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Ngay cả những tử tù, họ cũng mong muốn có cho mình một tình yêu. Và quý vị nghĩ sao về cách nữ tử tù chọn cho mình một tình yêu như vậy? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi được biết. Chương trình của chúng tôi xin được tạm khép tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.